Thế giới marketing là nơi chúng tôi chia sẻ những kiến thức chúng tôi học được trên các website lớn trên thế giới về marketing và ứng dụng cho thị trường Việt Nam. Chào mừng các bạn đến với thế giới marketing. Xin chào các bạn. Như video thứ hai, chúng ta đề cập đến những tố chất của người marketing cần phải có và những cái thứ mà người làm marketing cần phải nắm bắt được. Đó là nắm bắt được cảm xúc khách hàng, thấu hiểu suy nghĩ khách hàng và đặt vào vị trí khách hàng để suy nghĩ. Và thứ hai là người marketing là người phải có khả năng và kiên trì và bản thân điều thường xuyên. Đấy là những tiêu chí cơ bản nhất, không phải nói để thành công trong nghề marketing mà nói rằng để chúng ta có thể làm thành thạo công việc và để có một cái số thành tích nhất định. Thì hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến một cái mình nghĩ là còn quan trọng hơn thế nữa, đó là hành vi của người tiêu dùng và những cái xu hướng của marketing. Tại sao điều đấy lại quan trọng? Như các bạn biết, hồi xưa chúng ta có rất nhiều khái niệm marketing, bây giờ nó đã bị loại bỏ và bây giờ chúng ta bị confused, bị loạn giữa rất nhiều khái niệm marketing, như là khái niệm về digital marketing, marketing online, tất nhiều thứ khác nhau. Đấy, thì hôm nay để giải quyết cái bài toán đấy thì chúng ta sẽ nghiên cứu về hành vi của người tiêu dùng và từ đấy nó hình thành cái xu hướng của marketing. Và không biết các bạn có thể thấy rằng các bạn có đoán trước rằng 5 đến 10 năm tới họ có thể dùng hình thức marketing gì? Đầu tiên chúng ta sẽ giải quyết những vấn đề cơ bản trước. Những cái như digital marketing, marketing online, inbound marketing nó là gì? Nó chỉ đơn thuần đấy, nó thay đổi dựa trên cái thời gian, dựa trên môi trường. Ví dụ marketing online chỉ đơn giản là một hình thức marketing trên mạng, một cách các phương thức sử dụng marketing trên mạng, đấy là marketing online. Digital marketing là gì? Đơn giản là marketing trong thời đại số, cũng như chúng ta đang sống cái gì cũng số, cuộc sống số, công nghệ số, đúng loại số, đấy, thiết bị số vân vân. Thế thì những cái điều đấy chưa quá là quan trọng, nhưng những điều sau sẽ quan trọng hơn. Chúng ta sẽ đề cập ngay bây giờ. Đầu tiên để hiểu về cái hành vi người tiêu dùng, xu hướng và hiểu các hình thức định hình lên cái marketing đấy, thì chúng ta cần phải hiểu hai thứ mà chúng ta đã chưa rõ. Đầu tiên là chúng ta phải thừa nhận rằng một nguyên tắc quan trọng nhất trong marketing đó là ở đâu có người thì ở đấy có thằng marketing, ở đâu càng nhiều người thì ở đấy cũng càng nhiều thằng marketing. Và những thằng marketing rất thích những chỗ đông người. Từ khi thừa nhận nguyên tắc này, chúng ta mới xét ra cái nguyên tắc thứ hai để định hình đến các hình thức marketing, đó là platform. Platform hiểu đơn giản đó là một nền tảng. Thì để nói sâu hơn về platform, chúng ta tưởng tượng này, cái bọn nước ngoài nó hay ho hơn chúng ta, nó mang chúng ta nhiều cái gọi là mang nhiều ngoại tệ với quốc gia đó, nó là người tạo ra platform và chúng ta chơi trên đấy. Khi chúng ta chơi trên đấy thì nó sẽ kéo thằng marketing vào và thằng marketing sẽ phải chi trả tiền nó, và cái thằng tạo platform này nó hưởng lợi từ đấy. Để dễ hiểu hơn, chúng ta lấy ví dụ này, Facebook là một platform. Người dùng lên đấy chia sẻ thông tin, người dùng lên đấy kết nối bạn bè, người dùng lên đấy làm mọi thứ. Nói chung là bọn tạo Facebook để cho các bạn lên đấy chơi. Và khi các bạn lên đấy chơi, các bạn kéo được một số lượng đủ lớn những người khác cũng lên đấy chơi. Đấy, đúng không? Các bạn kéo được một số lượng đủ lớn những người lên đấy chơi. Thì vô tình áp dụng nguyên tắc nhất vào ở đâu có người, ở đây có thằng làm marketing. Thằng nào marketing nhau ở đây bán sản phẩm, và thằng nào marketing thì bán sản phẩm, nó phải trả tiền cho thằng platform, tạo platform. Và thằng platform ấy, nó ấy tiếp tục tạo ra, ý là nó không phải tiếp tục tạo ra, nó tiếp củng cố và nâng cao tính năng của cái nền tảng này để cuốn hút được nhiều người vào. Thế thì ở đâu thằng nào marketing, ở đấy ở đâu có người, ở đấy có thằng nào marketing. Đấy, và những thằng nào thằng tạo được platform đấy, những thằng sẽ xác định nên xu hướng của marketing. Đấy, xu hướng của marketing, Google là một platform, Facebook là một platform, Twitter, LinkedIn, Instagram, vân vân, tất cả đều là platform hết. Và khi các bạn vào để chơi thì các bạn sẽ tạo tiền cho người làm platform. Bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến khái niệm về sự thay đổi hành vi người tiêu dùng thông qua các giai đoạn của marketing. Mình đến Việt Nam thôi để các bạn dễ hiểu. Đó. Chúng ta sẽ có mấy mốc thời gian sau
nó không quá chính xác lắm đâu, nhưng mà các bạn sẽ mường tượng được cái hành vi tiêu dùng, hành vi mua hàng của các bạn. Mình sẽ lấy những mốc như sau. Đầu tiên đã là 1994, 1997, 2000, 2004, 2007, đến 2010 và đến bây giờ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ mường tượng lại cái hành vi tiêu dùng hồi xưa chúng ta. Hồi xưa các bạn muốn mua một sản phẩm, các bạn sẽ làm gì? Năm 94, khi bạn muốn mua một sản phẩm, cách đơn giản nhất của bạn, nó là bạn ra thẳng cửa hàng. Và hỏi người ta là có sản phẩm được không? Cô ơi, cháu muốn mua quần, cái quần, cái áo, vân vân. Các bạn ra trực tiếp cửa hàng và các bạn mua hàng. Đơn giản là chỗ rất ít cửa hàng và các bạn biết chính xác ở đâu bán gì, chính xác ở đâu cần mua cái gì. Không phải chỉ bán thâu xóm, ngay cả Hà Nội vân vân. Đấy. Thế thì năm 94 đến năm 97, chúng ta chỉ có một hình thức duy nhất, đó là muốn mua cái gì, ra thẳng cửa hàng. Cứ đạp xe thẳng cửa hàng, đi xe máy thẳng cửa hàng. Chúng ta biết ngay, chúng ta sẽ mua cái gì. Từ năm 97 đến năm 2000, chúng ta có thêm những hình thức nào để chúng ta mua hàng nữa. Đó là chúng ta mua hàng qua báo giấy và mua hàng qua TV. Hồi đó các bạn thấy quảng cáo TV, quảng cáo một giải homo, quảng cáo một giải này, cái kia của nó, công cụ này, công cụ kia. Đồng thời bạn ra trực tiếp cửa hàng, các bạn hỏi và các bạn mua. Đấy. Tiếp theo là báo giấy. Các bạn đọc báo giấy, thấy quảng cáo gia sư, thông cụ từ buổi phốt, thấy quảng cáo những này, những kia. Các bạn gọi điện và mua nó. Đấy. Chỉ đơn thuần như vậy thôi. Thế từ năm 2000 đến năm 2014, chúng ta có những năm 2000 đến năm 2014, chúng ta có những hình thức mua hàng nào thêm? Thì năm 2000 đến năm 2014, chúng ta bắt đầu mua hàng qua báo điện tử, diễn đàn. Đấy, và diễn đàn thì chưa được sử dụng hàng, nhưng mà đấy tôi bán điện tử rồi. Hồi năm 2000 đến năm 2014, thì các bạn đã bắt đầu mua hàng thông qua báo điện tử, như các bạn báo Dân Trí, VN Express, các bạn biết chắc chắn được cái gì báo sẽ vào. Đấy, cái gì báo sẽ vào. Thì báo điện tử những người mà đi tiêm phòng, cũng như báo Dân Trí, mình không nhớ lắm, từ năm 2002. Đấy, thì các bạn có thêm hình thức mua hàng là qua báo điện tử, ngoài những hình thức mua hàng cũ như này, nữa là chúng ta có thể mua hàng thông qua báo điện tử. Thế tiếp theo vậy, cái năm 2004 đến năm 2007, chúng ta có thêm hình thức mua hàng nữa. Thì các bạn có thêm hình thức mua hàng có diễn đàn follow nữa. Đấy, các bạn vào follow ví dụ như là VOZ, VN Zoom, như là thấy quảng cáo này hay, quảng cáo kia hay, các bạn có thể trực tiếp mua hàng. Các bạn có thể đến địa điểm, gọi điện trước có địa điểm mua hàng. Hoặc các hồi đấy các bạn rất quen những kiểu như là bài hát bạn đang nghe được phát từ website hoặc club.com.tu vân vân. Thì từ năm 2004 đến năm 2007 thì các bạn bắt đầu mua hàng thông qua những diễn đàn. Thế từ năm 2007 đến năm 2010 chúng ta bắt đầu mua hàng qua đâu nữa? Ngoài những cái kênh này thì chúng ta mua hàng qua đâu? Thì chúng ta bắt đầu mua hàng thông qua những web thương mại điện tử. Hồi đấy chúng ta có gì? Hồi đấy chúng ta có mua rẻ, chúng ta có 5 giây, chúng ta có vật giá. Thì tại sao các bạn mua hàng thông qua đây? Thì từ hồi đa số thông qua Google, các bạn search, các bạn thấy những website vật giá biết lên tốt rất nhiều, các bạn vào đấy các bạn trực tiếp mua hàng, để dần dần nó định hình những mọi thứ. Đấy. Thì từ năm 2007 đến 2010 chúng ta có những hình thức mua hàng thêm, đó là thông qua những website về thương mại điện tử. Tiếp tục đến năm 2010 đến tận bây giờ ấy, thì chúng ta mua hàng qua đâu? Chúng ta mua hàng qua Facebook, chúng ta mua hàng qua Google. Đấy. Ngoài những thứ này thì chúng ta mua hàng thêm một lần nữa. Thế thì tất cả những cái bộ diện nhận diện thay đổi hành vi người tiêu dùng này, nó giúp các bạn định hình những thứ này. Khi mà một cái sân chơi thay đổi, khi một cái platform thay đổi, khi người dùng thay đổi hành vi của họ trên mạng. Ví dụ hồi năm 2004-2007 bạn vào, chắc chắn các bạn sẽ vào những kênh sau. Chắc chắn bạn sẽ vào những follow, làm cho mẹ VOZ vân vân, VN Zoom. Bạn sẽ vào Yoho vân vân. Đấy. Bạn sẽ vào đọc báo, đúng không? Đấy. Nhưng từ năm 2007 đến 2010 hành vi của bạn khác rồi. Năm 2010 đến bây giờ nó còn khác nữa. Thế vậy thì song song với những cái nền tảng lớn lên thì có những cái nền tảng chết đi. Nói thật như vậy, đấy là chết đi hoặc giảm cực kỳ kinh khủng. Đến năm 2004 nó chưa ảnh hưởng lớn lắm. Nhưng đến năm 2007 chẳng hạn đi, bạn nhìn thấy báo giấy,
bao giờ khai tử hoặc rất ít người dùng bao giờ nữa. Đấy, rất ít người sử dụng bao giờ. Thế thì năm 2010 trở đi ấy, thì Facebook bắt đầu nổi tiếng, thì cái thằng diễn đàn này, thằng diễn đàn nó bắt đầu chết dần đi. Đấy, diễn đàn bắt đầu đói ăn hơn, chả ai vào diễn đàn nữa, người ta vào Facebook thay vào diễn đàn rồi. Đấy, do đó diễn đàn cũng gặp vấn đề cực kỳ lớn, gặp vấn đề cực kỳ lớn. Thế thì chúng ta được thấy rằng tất cả những cái hành vi người tiêu dùng thay đổi, họ không ở chỗ này nữa mà họ ở chỗ khác, thì nó định hình những cái thằng marketing cũng thay đổi theo. Các bạn nhìn nhá, bây giờ nhá, năm 2010 trở đi nhá, người ta đã thống kê rằng cái chi phí chi cho quảng cáo cho TV ấy, nó bắt đầu bị giảm rất nhiều, và chi phí chi cho quảng cáo internet lại tăng lên rất nhiều. Thế tại sao chi phí chi cho internet lại tăng nhiều? Chắc chắn là bất kỳ người ta chi phí cái gì cho một cái sản phẩm đấy thì là do cái lợi nhuận nó mang lại là cao, cho hiệu quả nó mang lại là cao. Thế thì tại sao ấy họ lại chi cho internet nhiều hơn? Vì đơn giản ấy, hành vi người tiêu dùng bây giờ họ cuốn nhau vào trên internet rồi. Đấy, platform thay đổi rồi. Ít người xem TV nữa, họ xem thôi trên mạng, hoặc vào Facebook, hoặc vào Google tìm kiếm thôi. Thế thì ấy, cứ cái platform nào người dùng sử dụng ấy, thì ấy, cái đấy tạo ra xu hướng của marketing. Còn cái platform nào người ta không sử dụng thì nó sẽ dần dần chết đi. Dần chết đi, ví dụ báo giấy thì khai được. Cửa hàng này gần như nó chỉ là gần sau này nó chỉ trước này vẫn thôi. Tại vì giờ ít người cũng ra trực tiếp cửa hàng để mua. Nó một số cái hình thức kinh doanh nó bắt buộc phải yêu cầu cửa hàng, nó không nói. Đấy, nhưng dần dần nó sẽ bị kho hàng, nó luôn đi giao hàng. Đấy, thế thì báo giấy thì chắc sẽ được khai tử này. Forum dần dần cũng sẽ được khai tử này, thay bằng Facebook này. Đấy, còn những thứ đang tồn tại chúng ta như website thương mại điện tử này, mạng xã hội Facebook này, vân vân, nó định hình đến tất cả những cái chiến lược marketing sắp tới của chúng ta. Thế vậy thì đứng tại thời điểm này, chúng ta sẽ bảo rằng trong 5 đến 10 năm tới chúng ta sẽ marketing theo hình thức gì, thì mình có thể đảm bảo các bạn là trong 5 đến 10 năm tới các bạn sẽ marketing theo hình thức gọi là mobile marketing. Tại sao nó mobile marketing? Bây giờ các bạn nhìn thấy số lượng người dùng desktop, số lượng người dùng laptop càng ngày càng giảm. Số lượng thống kê chỉ ra chính xác được rồi. Người ta online trên thiết bị mobile rất nhiều, giống như iPad, giống như điện thoại. Đấy. Thế nên dần dần ấy, cái nền tảng marketing ấy, nó lại phải chuyển sang nền tảng mobile. Thì mình người dùng họ kéo nó hết trên đấy rồi. Và nguyên tắc đầu tiên chúng ta nói đến ở đâu có người, ở đấy có thằng marketing. Đấy. Đấy. Thì mình hy vọng thông qua những bài giảng này thì các bạn có thể nắm bắt được và hiểu tại sao tại thời điểm này chúng ta lại dùng những công cụ marketing như SEO, Facebook, Google AdWords và rất nhiều công cụ khác nữa. Đấy, tại vì nền tảng nó bị di chuyển rồi. Và ai là người tạo cái platform cuốn hút mọi người vào, và cái platform nào nhiều người dùng sử dụng thì nó tạo ra cái hình thức marketing, tạo ra cái công cụ marketing. Đấy. Xin thành cảm ơn các bạn. Để theo dõi những video tiếp theo, các bạn vui lòng ấn vào like, subscribe ở bên dưới.